Chào mọi người, mình là Loan. Còn mình là Thư. Hiện tại thì tụi mình đang đứng tại Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận Nhất. Và tại đây đang diễn ra sự kiện trải nghiệm cùng máy lọc nước Trung Hồ. À, và các bạn ơi, tại sự kiện lần này á thì tụi mình sẽ được trải nghiệm uống nước của máy lọc nước Trung Hồ và những loại nước bình thường khác để thấy được sự khác biệt giữa máy lọc nước Trung Hồ. À, và Thư ơi, Thư có thể nói cho Loan biết á, là máy lọc nước Trung Hồ được đến từ đâu không nè? Nếu như mà Loan hỏi thì Thư cũng xin được trả lời, đó chính là máy lọc nước Trung Hồ đến từ Hàn Quốc, một đất nước công nghệ và tiên tiến. Thì Loan cũng thấy đó rồi, máy lọc nước là những loại như này rất là nhiều dầu và rất là hiện đại. Thì chúng ta cũng sẽ cùng mọi người thử cũng như là trải nghiệm cái máy lọc nước này như thế nào nhé. Nhưng mà Loan thắc mắc là nó hiện đại như thế nào và nó thực sự khác biệt gì như những loại máy lọc nước mà chúng ta đã từng dùng trước đây? Có nghĩa là cái màn lọc AO của nó rất là chất lượng, hiện đại và lọc được rất là nhiều cái những cái chất cặn bẩn, clo, magie, các kim loại nặng. Nói chung là rất là hay, thì thành ra nó sẽ cho ra một cái nước rất là tinh khiết. Nói chung là rất là thích luôn á. Và rất là tốt cho sức khỏe đúng không nè? Đúng rồi. Cái nước đun sôi thì nó có cái vị nó hơi khác hơn, nó có một cái vị gì đó ở trong nước, còn cái nước lọc không thì nó gần như nó không có để lại vị gì hết. Tại vì nó, mình nói là đặc biệt của cái máy lọc nước Trung Hồ này nè, có nghĩa là nó sẽ lọc được cái mùi luôn. Thường thường nước máy mình đun sôi lên nó sẽ có những mùi clo, mùi nhựa hoặc là mùi inox nè, cái này là nó rất là có hại cho sức khỏe. Thành ra thì qua cái máy này nè, nó sẽ có, mình có muốn nước đun sôi có nước đun sôi luôn, muốn nước lạnh có nước lạnh luôn, thì mình uống mình sẽ không có nghe mùi vị. Ngoài ra nó là nước tinh khiết nữa, thành ra nó uống rất là tốt cho sức khỏe. Thì cảm ơn bạn đã cùng trải nghiệm với tụi mình, thì mình sẽ có món quà dành tặng cho bạn. Bạn muốn áo mưa màu nào? Xanh nước biển nha. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Nó khác cái này. Dạ, cô thấy như thế nào này? Cái này ngon hơn. Dạ, tại vì nước này được máy lọc nước Trung Hồ á cô. Là cái màn lọc AO của nó rất là hay, có nghĩa nó lọc được tất cả các chất bụi bẩn. Dạ, rồi lọc mùi nữa. Thành ra thường thường cô từ cái này là cô nói trực tiếp vô cái dầu, cái nước, nguồn nước của mình luôn nha. Rồi. Nó sẽ lọc tuần hoàn 24 giờ. Khỏi nấu. Dạ, dạ, đúng rồi. Nấu. Ngày nào cô cũng có được cái nước ngon cô uống hết. Còn nếu mà cô đun sôi hoài thì uống cũng tốt nha. Càng uống càng đẹp. Cuối cùng tham gia trải nghiệm sự kiện trải nghiệm cùng nước Trung Hồ cũng đã khép lại chương trình của chúng mình rồi. Thì thật sự Thư với Loan đều hy vọng là tất cả các bạn đều phải nghĩ đến cái việc là tốt cho sức khỏe thì mình phải sử dụng cái nguồn nước sạch, đúng không ấy, đúng không nào? Tại vì mình uống cái nguồn nước sạch nó rất tốt cho cơ thể, chứ đừng bao giờ mà uống cái nước mà đun sôi, nó không có lợi cho sức khỏe thế nào cả. Thì thành ra đến đây cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.